chào mừng các bác đến với series những thứ khó tin nhưng 100% có thật. Cái gì có thật mà ít người biết thế nhỉ? Đố các bác biết đấy. Tôi nói một hồi chắc nhiều bác sắp phát dỗi luôn rồi, rằng là kênh gì mà kỳ cục. Úp mở suốt mà cuối cùng có chịu nói không, làm người ta tò mò quá đi được. Vâng, vâng, không dám để các bác chờ lâu, tôi xin đi thẳng vào tiết mục chính ạ. Dụng cụ đếm ngược thời gian đi toilet. Vâng, các bác không nghe nhầm đâu ạ, dụng cụ đếm ngược thời gian đi toilet thực chất là chiếc đồng hồ cát được thiết kế chạy trong 5 phút. Với vẻ bề ngoài không thể cụ thể hơn, 5 phút cũng là khoảng thời gian lý tưởng để các bác giải tỏa những áp lực trong cơ thể, lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Món đồ này cực kỳ thích hợp cho các bác dành cả thanh xuân đi toilet với chiếc điện thoại, nhưng không quên cả thời gian trôi. Miếng thấm mồ hôi nách. Người yêu nũng nịu. Anh ơi, giúp em, ướt hết rồi. Mà các anh phi ngay ra chợ, mua 2 miếng thấm mồ hôi nách cứu cánh cho cô nàng thì là 10 điểm không có nhưng. Chứ còn mua lung tung, chở đi linh tinh cẩn thận nàng cho ăn vạ đấy. Đấy các anh ghi nhớ nhé. Ô che mưa thú cưng. Còn gì thể hiện quyền lực của bốt lớn hơn món đồ này? Hay, phận con sen như tôi lại chỉ biết chăm chắp. Ví thì rỗng mà tay lại cứ bấm mua hàng chiếu lị. Đúng là nghèo rồi các bác ạ. Khăn lau tay mèo. Ánh mắt của ta đã va phải đôi mắt màu xanh ấy. Đôi mắt như muốn nhắc nhở. Này sen, đã cho bốt ăn chưa? Đã dọn thức cho bốt chưa? Đã lấy nước chưa? Đã mua bếp chưa mà đã vội rửa tay thế? Ôi mua cái khăn về vì thấy dễ thương chắc sẽ giúp tôi xả stress. Thế nào lại áp lực ngang? Khi già tất. Nhìn thì ngon, nhưng ăn nó sẽ khiến bạn thất vọng. Các tín đồ pizza đã thích thì đừng ai hỏi tại sao tất cũng thành pizza. Lý do thì chỉ có một. Tôi thích. Cảm ơn các bác đã xem đến cuối video. Các bác nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ tôi ra nhiều video thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.